Ừ, cho con hỏi, kham nhẫn Ba La Mật là gì? Làm thế nào để thực hành hành kham nhẫn và làm sao bản thân mình có thể kham nhẫn được trước vị đắng hay vị ngọt ở đời? Làm sao kham nhẫn được với bác phong tám ngọn gió đời của cuộc đời này? Đầu tiên, quý vị nên hiểu dùm sư cái khái niệm Ba La Mật. Ba La Mật á, nhiều người họ giải thích là một cái gì đó nó kinh khủng, không hiểu nổi. Nói chung là hệ mà hiểu được nó không phải Ba La Mật, không hiểu được nó mới là Ba La Mật. Thì um, sư E là phải coi lại. Ha. Đạo Phật là một cái rất là rõ ràng. Ba La Mật là gì? Ba La Mật là tất cả những cái phước lành có mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là mình làm cái việc lành đó vì sự giải thoát giác ngộ mà mình làm chứ không phải là mình làm bởi vì mình muốn sanh thiên mình làm bởi vì mình yêu thích hay mình sợ một ai đó mình làm không phải do truyền thống mà mình làm do cái mục đích là hướng đến sự giải thoát thì đó gọi là ba la mật sở dĩ trong hạnh tạng kể tức là cái chuyện tiền thân á kể chủ yếu là 10 hạnh của Đức Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì khi Đức Phật kể những chuyện tiền thân của ngài, các ngài kết tập tam tạng, các ngài gom lại và các ngài phân chia ra những cái nó giống nhau rồi các ngài để nó vào một bộ mình gọi nó là hạnh tạng. Nhưng mà quý vị nên suy nghĩ như thế này Đức Thế Tôn hành ba la mật 20a tăng kỳ 100.000 đại kiếp ngài trải qua vô số kiếp thì làm sao Đức Thế Tôn có thể kể ra được hết những cái đó? Kể không hết. Cho nên những cái câu chuyện tiền thân mà Đức Phật kể ra nó chỉ mang tính chất đại biểu, tính chất tượng trưng chứ nó không phải là tất cả. Thành ra có những cái phước lành mà ngài làm vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, nó cũng được gọi là ba la mật Chứ không phải mình chỉ gói gọn trong con số 6 hay con số 10. Nhớ dùm chuyện đó. Ừ. Thì đương nhiên, cái chuyện lành nào đó thì mình cũng có thể quy nạp về con số 6 hay con số 10 được hết. Nhưng mà sư nói để quý vị hiểu thế nào là ba la mật. Do đó, khâm nhẫn ba la mật là gì? Khâm nhẫn ba la mật tức là do mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình kham nhẫn. Cái mục đích á vì mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình kham nhẫn ví dụ như à, nó đánh mình nó chửi mình nó ức hiếp mình Hả? như trường hợp cái à, một cái câu chuyện tiền thân là à, lúc bây giờ đức thế tôn là con voi chúa mà nó có một cái con khỉ đó nó có cái trò chơi ngẳng là nó leo lên trên cây cao đó rồi nó phóng uế lên trên đầu con voi chúa thì con voi chúa suy nghĩ đó nếu như mình mà giận dữ nếu như mình giận dữ thì mình sẽ có lỗi đối với phạm hạnh bản thân sự giận dữ nó là một lỗi lầm nha bản thân sự giận dữ là một lỗi lầm và những bậc hiền ký sẽ khiển cách ta và cái sự giả thoát giác ngộ là mục đích mà ta hướng đến và trên con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ chắc chắn nó sẽ không thể nào có sự hiện diện của cái sự bất mãn sự giận dữ đó là cái phải bỏ đi cho nên ta phải kham nhẫn nhịn đó, tức là con khỉ đó, nó leo trên cây nó phóng uế lên trên đầu mình ngày này qua ngày tháng, khác năm này qua năm khác vẫn kham nhẫn vì nghĩ đến phạm hạnh À, nghĩ đến cái giới hạnh nghĩ đến cái chuyện mà nóng giận là một lỗi lầm nóng giận là bị khiển trách và trên con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ chắc chắn con đường đó không thể nào có khăn không thể nào có sự nóng giận được đấy vì lẽ đó cho nên con voi chúa kham nhẫn và con khi mà có một cái một cái con động vật ở trong rừng ấy, nó đến nó hỏi con vô chúa là tại sao anh không phản ứng lại tại sao anh không uh, tấn công con khỉ uh, hoặc ít nhất là dọa cho con khỉ nó sợ uh, tức là nổi giận uh, tại sao như vậy thì uh, con vô chúa nó mới trả lời là nếu như con khỉ này nó nghĩ rằng ai cũng như mình tức là ai cũng như con voi chúa đó, đó thì đối với suy nghĩ của kẻ ngu như vậy nó sẽ làm cái hành động đó với người khác và nó sẽ phải chịu cái quả báo nếu như người đó bắt được nó hoặc người đó có thể đánh nó hoặc người đó có thể giết nó và nếu như con khỉ nó chịu quả báo do ác nghiệp của nó thì ta được giải thoát Đấy, cho nên con vô chúa nó kham nhẫn sư đang chia sẻ cái cách để quý vị có thể kham nhẫn trước đời đó suy nghĩ theo cách nghĩ của con vô chúa ừ. à, à, sư có một cái sự ứng dụng sư có một sự ứng dụng là trong lần sư, sư đi ra ngân hàng à, nói, nói nó kỳ chứ thực tế sư cũng không có tiền nhiều Uh, nhưng mà do ở chùa đó cho nên người ta đưa tiền lẻ rất là nhiều <laughs> uh, với uh, một phần nữa là sư giữ tôi có trách nhiệm sư giữ giùm một cái quỹ cho vị sư bệnh tức là vị sư này bị bệnh uh, thành ra là sư giữ cái quỹ cho vị này để uh, mua thuốc và đi khám bệnh uh, và tiền thì để ở trong uh, cốc đó, nó nó không có an toàn À, thành ra là sư cần ra ngân hàng nói như vậy nhiều người nói trộn sư này ông có tài khoản ngân hàng chắc cũng giàu lắm à, quay trở lại vấn đề thì khi mà sư đi ra sư gửi tiền thì thường á à, là do tiền lẻ nó nhiều cho nên có khi là cũng lười không muốn đếm tại đếm lộn hoài tiền lẻ đếm đếm nhiều quá nó lộn hoài quý vị cứ nghĩ đi một một lần mà sư gửi cái tờ một ngàn á nha một ngàn á nó dày như vậy nè hai ngàn cũng dày cả này nè từng cọc từng cọc giờ móc ra cọc nhiều lắm nhưng mà toàn ngàn hai ngàn mà ờ, thì um, cái bạn mà ngân hàng á bạn đó có trách nhiệm là đếm thì khi mà bạn đó bỏ từng cái loại tiền vô máy đếm thì sư nhìn cái con số nó hiện lên ở trên cái máy đếm tiền và sư nhìn cái tay bạn đó gõ trên bàn phím tại vì sư có một khả năng khả năng này là do hồi xưa làm bên công nghệ thông tin nhiều quá cho nên á, mình nhìn ngược tức là cái bàn phím nó quay ngược cái người đối diện họ đánh họ gõ ngược sư nhìn cái vị trí ngón tay sư biết họ gõ số mấy sư biết họ gõ số mấy và sư thấy là họ gõ sai số và họ không chỉ gõ sai số một lần tức là con số nó hiện ở cái máy đếm tiền con số này mà họ gõ mấy số khác nó lạ một chỗ họ gõ sai số toàn gõ nhỏ hơn không thí dụ như 57 tờ họ gõ còn 49 mươi tờ thì sư im lặng sư không nói gì hết sau khi mà bạn này in xong đó tiền để vẫn để đó in xong đưa ra cho sư ký sư cầm cái tờ này sư nói cô làm ơn bỏ vô máy đếm lại giùm thì đương nhiên là vị này là phải bỏ tiền vào máy đếm lại giùm và khi bỏ tiền vào máy nói có sách mắt có chứng giấy trắng mực đen ngay đó con số sai nó hiện rõ và cô này cô phải sửa lại sư không báo chuyện này cho ngân hàng tại vì uh, sư nghĩ là nếu như mà mình nói đó thì uh, có thể là cô này cô sẽ mất việc uh, thì uh, thôi không có nói nhưng mà nếu như uh, cổ nghĩ uh, À, ai cũng như mình tức à, tức là kiểu quen tay đó thì cổ có thể cổ sẽ lặp lại cái chiêu trò này với người khác thì với cái người mà họ à, làm căng thì à, chắc chắn là cô này cô sẽ phải chịu cái quả báo cho cổ trong khi đó một lần này là coi như là mình đánh động đánh động cổ là biết có những khách hàng như vậy đó và khi mà cô làm như vậy thì trước sau gì cô cũng sẽ dính trưởng. Sư không nói gì hết. Nhưng mà khi mà cái hành động mà kêu là cầm cái tờ giấy trên tay và kêu cổ đếm lại đi. Là nó hiện rõ vấn đề là mình biết chuyện. Và sư không nói gì hết sư đi về. À, và lần sau một dịp khác khi mà sư ra ngân hàng thì sư không thấy cổ nữa. Đấy. Thì đó là cách để mà mình thâm nhẫn à, mình nghĩ đó nếu như mà cái người họ làm sai với mình mà họ nghĩ là uh, mình hiền quá mình bỏ qua và họ lặp lại cái chuyện đó với người khác mặc dù đương nhiên là mình đã cảnh báo họ trước rồi um, cảnh báo một cách khéo léo nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm cái việc đó với người khác thì họ sẽ phải chịu quả báo với người đó còn mình thì mình sẽ không vì như vậy mà mình cộng nghiệp với họ hoặc là kết oan trái với họ là cái gì Tại vì như trường hợp của sư Chỉ cần sư mà nói Thì có thể là cô sẽ bị kiểm điểm Bởi vì camera Camera nó sẽ trích xuất Và trích xuất trường hợp của sư xong Nó sẽ trích xuất luôn những trường hợp khác Mà khách hàng đã đến Và nếu như cô này cô có làm một cách có hệ thống Là cô sẽ lớn chuyện Đấy Cho nên Cứ để cho nghiệp nó phân xử Mình chỉ im lặng thôi đấy uh, đó là cái cách đó là một cách để mà mình kham nhẫn tức là nghĩ rằng đó, uh, nếu như mà người ta uh, cho rằng ai cũng hiền như mình đó, thì uh, đến một lúc nào đó họ sẽ phải chịu cái quả báo mà mình không cần phải can thiệp vào uh. rồi trong cái uh, kinh uh, tất cả lậu hoặc thì đức thế tôn có nói đến một số trường hợp mà mình cần phải kham nhẫn đó là gì sự nóng lạnh đói khát những cái lời chê những cái lời mắng chửi mạ lì ở đời đó là cái mà mình phải kham nhẫn tức là những sự tấn công ở đời đó đời họ tấn công mình thì mình phải khâm những trong tăng chi bộ kinh đức thế tôn nói đó, vũ khí của kẻ ngu à, vũ khí của nhà vua là quyền lực vũ khí của phụ nữ là nước mắt vũ khí của trẻ em là tiếng khóc vũ khí của kẻ ngu là sự ngang bướng vũ khí của người trí là sự biện luận còn vũ khí của vị sa môn là sự kham nhẫn một ông thầy tu thì giống như con cua bị bẻ gãy càng hoặc như con rắn bị nhổ sạch răng nanh nó không có một cái Uh, gì để mà mình phản ứng lại mình tấn công lại người ta đấy rồi trong trung bộ kinh Đức Phật dạy đó một vị tỳ kheo hiền thiện thì ta không gọi đó là một vị tỳ kheo hiền thiện chỉ khi nào mà vị tỳ kheo đó gặp thử thách mà vị đó vẫn giữ được mình thì ta mới gọi đó là vị tỳ kheo hiền thiện này các tỳ kheo ví như có người á, nắm hai tay hai chân của các, các ông á, căng ra mà cầm một cái cưa hai cầm một cái cưa cưa đôi người các ông ra cưa đôi người các ông ra cưa kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt như vậy đó mà nếu như các ông á, mà sanh khởi cái lòng sân hận thì như vậy là các ông không có làm theo lời dạy của Như Lai tức là sao mình phải quán tưởng là dù cho người ta có cầm cái cưa người ta nắm chặt hai tay hai chân của mình người ta cưa mình ra từng khúc từng khúc từng khúc như vậy đó mà nếu như mình mà nổi giận á, thì mình không thực hành đúng theo lời dạy của thế tôn như vậy khi đó quý vị đang thực hành phương pháp gì quý vị biết không tứ chánh cần tức là nỗ lực làm cho tâm sân hận không có sanh khởi, mà tâm sân hận đã sanh khởi thì mình làm cho nó biến mất. Tức là quý vị đang tu tập theo tứ chánh cần. Đấy. À... Rồi mình gọi là tám ngọn gió đời đó, tức là cái gì lời khen, à, khen chê thành bại được mất nhục Vinh thì những cái đó nó cũng y chang như vậy ừ. Ừ. mình nói về cái mặt tiêu cực trước đi Tức là mình bị người ta mắng chửi mình bị người ta mình bị người ta cướp đoạt mình bị mất mát tài sản mình bị mất mát danh tiếng thì mình phải có cách để mà mình tham dẫn đó là sao suy nghĩ đến lời dạy của Thế Tôn Khi đối diện với những nghịch cảnh Mà nếu như mình để cái lòng bất mãn của mình xuất hiện Thì như vậy đó là mình đã không thực hiện theo lời dạy của Đức Thế Tôn Do đó mình phải khâm nhẫn Có những vị khi mà vị đó hành thiền Ở vào mùa hè thì dưới cái nắng đổ lửa, vị đó quán tưởng như thế này cái nóng này nó không bằng một góc cái nóng ở địa ngục cho nên vì mục đích đưa đến sự giác ngộ giải thoát ta phải kham nhẫn nhờ như vậy vì đó thành tựu được mục đích của vị sa môn rồi có những khi mùa đông mà tuyết rơi ngập tới thắt lưng mà vì đó vẫn kham nhẫn bởi vì vì đó nghĩ rằng um, cái lạnh này nè nó không bằng một góc cái lạnh ở địa ngục cho nên ta phải kham nhẫn vì mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát rồi có vị tỳ kheo bị một cái con rắn độc cắn khi mà cơn đau nó hành hạ vị này thì vị này suy nghĩ rằng cái đau này nó không bằng một góc cái đau ở địa ngục và ta phải nỗ lực hình thiền để đi đến sự giác ngộ giải thoát và vị này chứng đắc đạo quả A La Hán ngay trước khi mệnh chung do nọc độc của con rắn đấy và do chúng ta biết á, khen và chê nó đi chung một đôi à, được và mất nó đi chung một đôi à, thành và bại nó đi chung một đôi đấy cho nên á, khi mà mình miễn nhiễm được với cái lời chê thì mình cũng sẽ miễn nhiễm được với tiếng khen. khi mình đã không sợ mất thì mình không sợ có. tại vì mình luôn luôn uh, có cái sự chuẩn bị, có sự đề phòng. đề phòng cái gì? nó khen mình vậy đó. Cái hồi nó quay qua nó chửi mình nào cũng hay? cứ ngó nó mà coi tới hồi hết duyên rồi nó quay qua nó chửi là chuyện bình thường thì khi mà mình suy nghĩ mình đã sẵn sàng trong tư thế mà mình bị người ta chê bị người ta chửi đó thì khi đó người ta khen mình thì mình cũng không có gì mà mình uh, vui chứ. tại vì gì làm sao nó khen đó nó chửi đó cho coi hôm hôm trước nó khen hôm sau nó chửi đó. À, có một cái uh, bà tu nữ hôm trước uh, bà mới bà mới nói chuyện với sư rất là bình thường rất là bình thường nhưng mà do lỗi của cổ do lỗi của cổ mà cổ nghĩ cổ không nghĩ đó là lỗi của cổ rồi cổ cổ đi cổ chặn cổ chặn số sư luôn cổ hỏi sư cái gì đó mà khi mà sư trả lời đó là nó báo là người này không sẵn sàng nhận tin nhắn là mình biết là cổ chặn mình rồi thì có những con người như vậy đó hôm trước họ lật mặt rất là nhanh họ vừa mới khen mình là họ quay qua họ chửi mình chuyện bình thường và khi mình có sự sẵn sàng sẵn sàng đối diện như vậy đó thì cái chuyện người ta chửi mình nó bình thường bình thường Đúng. cứ thể mà người ai đó khen quý vị đó quý vị chuẩn bị cái tâm lý là con người này họ sẽ quay qua họ chửi mình vào một ngày nào đó không xa thì khi đó cái lời khen của họ nó giống như gió thoảng mây bay nên nó, nó không có quan trọng như là bình thường mình vẫn tưởng như vậy rồi khi mà mình có tài sản mà mình ở trong tư thế sẵn sàng để mất tức là cái này kiểu gì nó cũng mất thôi nó không có bền đâu nó không phải của mình tài sản họ nó không phải của mình tại tạm thôi chứ kiểu gì nó cũng mất thì như vậy đó khi có mình vẫn dưng thì khi mất mình không có tiếc tại vì khi mình có mình đã chuẩn bị cho khi mình mất rồi đấy à, thành ra đó có một cái um, sự một cái đoạn một cái một cái đoạn như thế này nè à, là mỗi một lần à, chùa thì thường à, có những buổi lễ trong những buổi lễ đó thì có cái vụ Một cột cờ rồi sau khi mà cột cờ đó hết lễ thì mình tháo cờ xuống rồi mình tháo băng rôn xuống thì mỗi một lần mà sư tháo cờ tháo băng rôn đó, mà cái người mà họ cột á họ không biết cột họ cột gút họ cột cứng thì tự nhiên có một cái dòng nó nó hiện ra trong đầu của sư lúc cột thì phải biết nghĩ tới lúc cởi lúc già lúc trẻ đó thì phải nghĩ đến lúc già lúc khỏe thì phải nghĩ đến lúc bệnh và lúc sống phải nghĩ tới lúc chết thì nghĩ như vậy đó lúc cột thì phải nghĩ đến lúc cởi lúc trẻ phải nghĩ đến lúc già lúc khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh lúc sống phải nghĩ đến lúc chết mỗi lần mà sư leo lên sư gỡ bằng rôn xuống sư gỡ dây cờ xuống sư hay nghĩ như vậy đó tại cái thứ gì đâu á nó, cột nó không biết nghĩ tới chuyện lúc nó gỡ nó kể đấy à, thì đó là cách mà chúng ta chuẩn bị đối diện trước được mất nhục vinh ở đời, à. khi mình có mình chuẩn bị cho lúc nó mất, khi được khen mình chuẩn bị cho lúc nó trở mặt, thì tới hồi mà nó nó mất thiệt, cái hồi nó trở mặt thiệt thì mình không có bất ngờ, à... đấy.